<laughs> được chưa? Một bất động sản diện tích ngang 10 sâu cho 24 như vị, ngang 10 sâu 24 và giá đã cắt lỗ sâu hơn 50% so với thời điểm trước với giá của ngày hôm nay. Chỉ gần 800 triệu quý vị ơi, gần 800 triệu thôi, chưa đến 800 triệu. Chúng ta sở hữu được một diện tích đất phun thổ cư ngang 10 sâu cho 24, 240 m2 đất ở phun thổ cư. Và ở đây kế trục đường, đường này gọi là đường Minh Thành Bảo Nam quý vị, đường Minh Thành Bảo Nam và cách 300 m chúng ta tới quốc lộ 14 rồi. Chạy vào 1 km chúng ta tới hồ Phước Hòa và trục đường này kết nối Bình Dương, Bình Phước. Chạy thẳng đường này chúng ta qua đập Phước Hòa chúng ta sang An Long, Phú Giáo, Bình Dương về tới cổng xanh và về tới thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương như vị. Với diện tích đất của ngày hôm nay cách trục đường chính này chỉ 60 m. 60 m quý vị ơi. Chúng ta chạy vào đây 60 m. Hiện tại đường đang mọc cỏ quý vị, đang mọc cỏ rất là um tùm. Nhưng mà đường này được quy hoạch với lộ giới là 16 mét đường của nhà nước chúng ta có thể thấy ạ dây điện cũng đã giăng và khu này là khu tái định cư và dân cũng đã ở lác đác quý vị dân đã ở lác đác và khi nào mà dân về đây ở kín thì trục đường này sẽ được làm nhựa và ở đây thì chúng ta đừng có nghĩ là xa xôi cũng như là hẻo lánh như hết với vị trí bất động sản này cách khu công nghiệp BKM Trân Thành Bình Phước diện tích 2067 hecta chỉ 4 km là chúng ta tới khu nghiệp rồi và trước mắt chúng ta là những đường cao su này 101 ha cao su là của tái định cư BKMX và khu công nghiệp BKMX nhà Bích nha quý vị đó cực đẹp với một sản phẩm bất động sản mà có 100 thổ cư như thế này với ngang 10 m chúng ta sở hữu hơn 10 m ngang và đất phun thổ mà nằm ở vị trí cực đẹp nằm kế quốc lộ 14 kế đường Minh Thạch Bảo Nam cách khu nghiệp chỉ 4 km rồi cách tất cả các dịch vụ tiện ích cũng chỉ 3 km tập hóa rồi bách hóa xanh điện máy xanh trường học cho con cái đi học khu này rất là gần mà giá chỉ chưa đến 800 triệu ngày hôm nay quan tâm tới bất động sản này quý hàng để lại thông tin để trọng thơ tư vấn miễn phí hoặc nổ địa chỉ trọng thơ tới nhà đón lên xem vị trí đất và chúng ta chốt nha